Hello, chào cả nhà, ngoại chào các cháu. Hôm nay ngoại sẽ kể câu chuyện này cho cái chị Bảy. Người bả giống như là Campuchia mà hồi đó người ta gọi là Việt Kiều hồi hương á, phải không? Bả mới kể lại cho ngoại. Thì bả nói là cái chuyện này là chính là em của bả em họ, con của người cô, phải không? Trong gia đình bả coi, trong gia đình bả đó. Bả nói hồi xưa thì cái lúc mà tụi Pol Pot á nó lùa hết người Việt, nó chặt đầu xỏ sâu hết, cho nên ba mẹ của chị là bị tụi nó giết chết. Rồi chị mới theo cô, chị theo cô 10 với cô 7 với lại bác hai cổ, phải không? Rồi đi xuống đây, đi vô trong rừng, trốn ở trong rừng. Rồi cái thời điểm là có ông Thiệu, không biết không, cho nên ổng mới can thiệp lúc đó, là ổng cho về đây hết. Cái coi như là người Việt Kiều hồi hương, hồi xưa người ta chưa có, mình chưa có kêu là Việt Kiều Mỹ hay Việt Kiều gì, phải không, mà Việt Kiều hồi hương đó, về đây mới ở. Rồi cái chị Tám đó, chị mới thấy vậy cũng dễ thương lắm, nước da bánh ít mà nước da bánh mật có ngâm ngâm vậy đó, tại vì người Việt Kiều mà mới cũng dễ thương, đẹp gái lắm. Chị Tám chị mới thấy vậy, chị mới nói thôi giờ em về đây em không có làm gì mà giữ em, giữ con của chị giùm. Để chỉ thời điểm đó là chợ Trần Quốc Toản là ngay chỗ 3 tháng 2 á, còn chợ cá, biết không? Thì đi lên chợ cá chỉ bán đồ trển, khuya là chỉ đi rồi. Cho nên giữ con chỉ giùm, ở đó giữ con cái chỉ giùm. Đó, thì ở đó giữ con chỉ cũng ở đâu được. Hồi lúc vợ giữ con nhỏ, con gái chỉ là tên con Chi, phải không? Giữ Chi đó được, hồi còn chỉ mang thai mà giữ đến lúc mà con Chi đó được 60 tuổi luôn. Thì coi như là chị lớn rồi, chị Quý này chị lớn rồi. Chị Bảy mà chị thứ Bảy mà chị tên Quý, phải không? Chị lớn rồi chị mới ra chợ cá, chị phụ chị Tám. Chị Tám nói thôi bây giờ nó cũng lớn rồi, để nó ở nhà với ngoại là má chị, phải không? Đó, đi lên chợ cá phụ bả. Thì lên chợ cá phụ đó ở cũng đi theo, cũng như là sáng về rồi chiều lại đi vậy, con biết không? Thì cá nó về, cá hồi xưa là cá biển, cá đồ, còn cá lóc cá đồ thì người ta ra ngoài chợ ông Lãnh chợ cồn đồ đó, còn cá biển thì về Trần Quốc Toản đó. Thì chị nói buôn bán đó rồi á, mới lại chị Quý đó, chị mới cặp với con của cậu ông Tư Ngâu. Ông Tư Ngâu là chủ dựa, không biết không, cặp hai người cũng thương nhau lắm. Tên Trọng, chào thằng đó tên Trọng. Thì coi như là giờ người ta tạm giấu tên đi ha, nói tên vậy thôi, ngoại ngôn nói qua sơ qua thôi chứ không nhắc tới nhắc lui nữa đó. Thì coi như nó tên Tê đi đó. Hai đứa mới quen nhau thì cũng hai đứa cũng ở như vợ chồng vậy đó. Rồi từ từ á thì nó sáng nó cũng về với chị, rồi chiều nó cũng đi. Sau này á chị Tám chị mới thấy vậy, chị nói thôi bây giờ á tụi bay mướn nhà tụi bay ở đi, biết không? Chứ bả nói ở với bả lỡ rồi tụi nó chỗ bả làm ăn mà tụi nó về nó ở gì đâu có được đó. Cho nên mới mướn nhà ở ngay chỗ chợ cá mà đi vô một chút xíu á, thì hẻm nhiều lắm, mướn nhà ở đó. Thì ở trong thời gian cái ông Tư đó không biết được, là ông chủ dựa đó, chủ dựa cá đó, Ngâu không biết được, không biết được, ổng không cho, ổng cản, ổng cho, ổng cho cái ổng chửi, ổng nói là mày dạy đệ tử mày lợi nha, chứ tao không chấp nhận đâu, con tao quen lỡ có gì ráng chịu, tao không biết tới, tao không có trách nhiệm đó. Cái thằng con ổng không nói kệ, ổng nói gì ổng nói, ba anh nói chứ đâu phải anh nói đâu đó. Tụi nó ở đó cái ổng quậy quá thời gian không biết sao, cái tụi nó không làm nữa. Thà con nhỏ này nó đâu có xứ sở đâu, con biết không, mà đâu người thân của nó, mấy cô nó cũng lớn tuổi rồi đó. Mới chị Bảy chỉ nói nó mới về nhà má chị nó ở,
về nhà má chị ở, mà má chị nói bây giờ nhà bả thì cũng nhà chính nhà nước cho, mà có biết không, che giống như nhà kinh tế mới vậy đó, đó ở vậy đó, thì ở một dải cất gì ngăn ngăn ra đó. Cái sau cái nó mới nói thôi bây giờ có nhỏ bạn nó rủ nó xuống bên Tre, bên Tre làm kẹo dừa đó, con biết không, nó xuống dưới đâu phải là mình được làm kẹo đâu con, xuống dưới phơi vỏ dừa, nạo dừa xong phơi vỏ dừa, tặng người ta lấy vỏ dừa vô người ta trộm cái lò, thời điểm đó tao còn xài nấu bằng miễn dừa con biết không, cực lắm. Mà tao nói hả, dừa nó dầu á, nó văng trái mình mấy phỏng nó trơn luôn. Chị mới nói thôi chị ráng làm đó, chị lãnh tiền được rồi chị đi về, về trên này chị kiếm gì chị làm đó. Cái thằng Trọng nó bị kiếm chị nó khóc quá trời, hai đứa mới về ở. Ở là cái chị có thai cái con biết sao không, ban ngày thì ở phụ cá rồi cá người ta mà ta rớt ra như bả đi hôi vậy đó, lượm đem ra chợ bán đó, cá cắm như cá sô vậy đó, đem ra chợ bán. Rồi tối mày biết ngủ đâu không, lên xe nhà vàng của xe đám ma ta đi chôn á, hai đứa lên xe nhà vàng ngủ đó. Cái ngủ không biết sao, cái đến ngày mà đẻ con nhỏ con gái đầu tiên đó, cái chị đẻ xong rồi chị mới đem chị gửi nhà Hội Dục Anh. Nhà Hội Dục Anh ngay chỗ chợ Thế Bình giờ còn để cái chữ Hội Dục Anh, nhưng mà không biết giờ không biết còn không. Rồi chị nói vậy phải không, gửi trong đó luôn. Thì mới đầu gửi sáng, gửi chiều rước về, rồi ngủ lên trên cái xe đó, con biết người ta đi chôn á như là nhiều vong quá không biết không, cho nên nó nít không có ngủ được. Chị mới nói với Sơ, chị gửi luôn đó, người ta thấy khổ người ta cũng chấp nhận, người ta thương con biết không. Hai vợ chồng ở đó, rồi con bé này bỏ đó, nó trong Hội Dục Anh luôn. Thí dụ lâu lâu hai đứa tới thăm rồi mua ở này kia cho nó nha, rồi quần áo rồi gửi thêm vô vậy đó. Nhỏ ở đó 6 tuổi luôn con biết, mà chưa dẫn về nữa đó. Thì coi như là hai đứa ở sau, cái sau này con nhỏ này nó có thai nữa, cái ổng đánh cái thằng này nè, cái con nhỏ này không phải đánh nó, nhưng mà đánh cái thằng Trọng á, mà con nhỏ này lại nó ôm, con hiểu không, ôm sao chúng cái bầu thai nó, mà có thai cần đẻ rồi 8-9 tháng rồi. Cái con biết sao, huyết ra quá trời, chở vô nhà bệnh viện Hùng Vương. Chở vô bệnh viện Hùng Vương thì con biết sao, cái người ta nói để người ta cho cái với tư cách là cho nó chích cho nó dưỡng thai vậy, phải không, chừng nào nó đẻ tới ngày nó sinh ta cho mới cho nó sinh. Cái con biết sao, nửa đêm mới làm băng, nó làm băng vô á. Con biết không có thân nhân, tại thằng kia nó về, cái vợ nó đi làm rồi, nó đâu có đó đâu, không có thân nhân. Mà ta kêu thân nhân quá trời không có. Thì coi như là mổ tính là bỏ đứa bé là cứu mẹ thôi, có biết không. Nhưng mà khi mổ đứa bé ra, đứa bé chết rồi, mẹ nó làm băng huyết, mẹ nó chết luôn. Đó, mẹ nó chết luôn, con biết sao. Rồi hả, bà cô bà biết được đó, mấy bà cô biết được đó, thì cũng hồi xưa đâu có thưa kiện gì được, người ta có tiền con biết không, mình chả có tiếng rồi, thằng Tương Âu à nó có tiếng ở chợ cá luôn, cho nên họ đâu có thưa kiện gì được, chửi láp ráp vậy thôi đó. Thì con thằng chồng nó khóc quá trời, nó mới hả xin tiền về làm đám cho nó. Giờ con biết hồi đó xưa đi chôn đâu biết không, chôn đất Thánh Chí Hòa chứ không phải là mua đất, mà đó là đem lên chôn thí, không biết người ta gọi đất thí á, chôn đất Thánh Chí Hòa đó, chôn mẹ chôn con luôn. Trời ơi, thằng con nó tức quá, nó về nó đấy hả, nó không làm cho ổng nữa, mà cái kiểu như đi bụi đời vậy, không biết không, không phải là đi bụi đời mà đi lại cái vựa khác nó làm, rồi chiều nó về xe nó ma đó, nó ngủ đó. Con chưa thấy nó quậy kinh khủng luôn đó, nó về á hả, xe cá của ổng xuống á ha, là gần về tới hả, tới chợ cá rồi đó, đi tới Phú Lâm thôi, xì lốp đó, xì lốp xe không vô được
rồi mướn người ta vận chuyển vô, con thấy là tốn tiền tốn bạc biết nhiêu, phải không? Đó rồi chưa đâu ha, ổng á, ổng ngủ trên gác á, nghe dưới này lợp đợp lợp đợp vậy nè, mà con biết nghe tiếng khóc, tiếng con nít khóc giống như nít mới đẻ khóc hoa hoa vậy đó, khóc quá trời. Mà dân lỗ mãn, con biết dân chợ cá mà, đụ mẹ đéo bà ông sợm, đụ mẹ ta, giờ này tao ngủ tụi bay biết không, tụi bay đem con nít con ở đâu, con ai vô đây vậy hả, chửi sợm. Con biết dòm xuống không thấy ai hết trơn, rồi ông lên ngủ, lên ngủ. Con biết hồi đó cầu thang cây mà, biết không, thằng nhóc á leo lên tuột xuống, leo lên tuột xuống, rột luôn, không ngủ được đó. Rồi thấy hả, người ta dòm, người ta nói, người ta đi đường, người ta nhìn, người ta vô, người ta thấy cái dựa cá của ổng á, thấy người đàn bà ngồi đút cơm, đút gì cho con ăn, thấy rõ ràng luôn đó con biết. Mà cái con nhỏ mà ở hội Dục Anh á, kêu á nhìn không nhìn con, cái thằng đó nó không nhìn vợ, nó cũng không nhìn luôn, mà nó hai ba vợ luôn, cho nên á, cái thằng này là con vợ lớn rồi biết không đó. Tới chừng á, bà cô á, bà biết được, bà mới nói với con bà đó, con bà bảo lãnh đem rước nó về, rước nhỏ nó về. Lúc nó nhỏ nó về là 9 tuổi rồi con biết không, nó quậy, nó quậy hả, nó nói hả, bây giờ hả, mẹ con nó là đói lạnh lắm, bây giờ nó khổ lắm, nó vất vơ dưỡng, mà khi nó khổ nó phải báo với gia đình thằng này, phải không, báo gia đình thằng này sạt nghiệp luôn. Chưa đâu con biết làm sao, cất cái nhà thì mua trong ngay chỗ đường Tô Hiến Thành, ngay chỗ chợ cá thì vô đường Tô Hiến Thành, biết không, mua cái dựa cái nhà chỗ đó ha, cất cái nhà lên đồ sộ luôn đó. Rồi ăn ta giống như cái dạng ăn tân gia vậy đó. Đó, con chưa thấy đâu, ở đâu chưa được bao nhiêu ngày hết trơn, chập điện cháy. Cháy nhà mà, cháy không biết cháy đâu. Cháy không có đâu, cháy tựa trên gác, cháy luồn luồn trên gác, đâu có ai thấy đâu. Biết không? Cháy luồn 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 trên gác, chừng mà tri hô lên chạy xuống. Là con biết cháy nữa cái căn nhà trên gác. Mà hồi xưa gác cây chứ đâu phải đổ như bây giờ đâu. Đó. Cháy không biết hả, xưa sở của quả nó lại thì ở đường Tô Hiến Thành nó gần mà đường Trương Hùng Dương, con biết không, là nó quẹo vô là có sở của quả tới rồi, nó xịt vậy mà cứu không được, cái nhà người ta giật giật sập luôn cái nhà luôn đó. Leo qua mấy cái nhà của người ta giật, mấy nhà ta sập chụp phải đền đó. Rồi con biết trả hả, cho mua chiếc xe, đã mua chiếc xe mà để giống như là xe mà để xe chở cá, xe len nhỏ nhỏ vậy con biết không, cho thằng em của thằng Trọng nó chạy, cho thằng Trang nó chạy, nó chạy sao con biết, nó chở cá vô. Hồi xưa chưa có chợ đầu mối ở trong Bình Điền đâu đó, chỉ có Trần Quốc Toản thôi, chở cá lên bỏ mấy cái dựa chợ Bà Chiểu, chợ này chợ kia vậy đó con biết không, chạy vừa về thôi, về tới dốc cầu Bình Triệu nè, cán người ta chết. Rồi đền tiền là đền người ta, hồi xưa đền chôn cất rồi đền tiền cho người ta con biết. Rồi cái tự nhiên trả hả, không biết trả đi xuống dưới đâu miền Tây, trả ăn uống cái giống gì không biết nữa, mà nổi giống như nổi phong đơn vậy bên đó. Mà con biết hả, đi xuống tới Sa Đéc hả, để có ông thầy mà ông ghi vậy nè, không hết mà mình mãi không biết rút rồi vậy nè đó. Sao á, ta kêu á rút củ xạ luôn, hồi xưa người ta gọi rút củ xạ, không biết rút co lại vậy nè đó. Con biết nó báo, rồi cùng báo tới luôn. Rồi chưa đâu nha, quay có con nhỏ này nè, cái năm nó được 17 tuổi là cái thời điểm mà phong trào ở Mỹ không biết không đó. Nó họ đẹp gái lắm, cái nó thấy mấy bà cô nó giờ khổ quá rồi, nó đi bán giống như cái dạng đi bán ba vậy không biết không, bán cà ve đó, nó vô nó bán về tiền bạc, nó giúp đỡ bên bà cô bảy, bà cô sáu nó với ông hai nó đó, giúp đỡ không biết. Rồi chị bảy quý thì chị cởi cho nói hả, giúp đỡ gia đình, cái bên gia đình thằng này nghèo rồi, ngâu nè, nghèo rồi, lợi nhìn cho nội, nó chửi nó không cho nhìn, nó nói
Hồi đó tụng tại vì ông và mẹ tôi với em tôi chết. Bây giờ ông đừng nhìn tôi nữa. Tôi không có bà con dòng họ gì với ai hết trơn. Còn ba nó thì nó không nói. Ví dụ lâu lâu á, nó gặp ba nó cho ba nó tiền. Không biết không? Cái dừa cá nó sang lại cho người ta luôn, không biết. Cái dừa cá trong một tỏa nó lớn nó sang cho người ta luôn. Để con biết hả? Linh lắm luôn con biết. Trời mưa lâm râm mà người ta thấy ẩm con đi á, con biết không? Người ta nhìn thấy hổng giờ người ta biết mẹ con nó. Thấy tội lắm luôn. Mà ai cũng thấy tội nghiệp đó. Thì ngoại kể cái câu chuyện đó vậy đó. Nếu mà ai mà ở Hồ Kỳ Hòa là biết đó nha. Phải chào cả nhà nha, phải chào các cháu.